Chứng từ tiếp theo các bạn sẽ đi vào thực hiện việc lập đơn đặt hàng của ngày 5 tháng 1 theo yêu cầu của công ty cổ phần Raytech Việt Nam. Những sản phẩm, số lượng theo yêu cầu của khách hàng và đơn giá xuất bán. Tổng giá trị của đơn đặt hàng ngày 5 tháng 1 191.950.000 đồng và hoàn thành trao trả các thành phẩm cho khách hàng vào ngày 8 tháng 1. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ thực hiện việc lập đơn đặt hàng và căn cứ vào đơn đặt hàng để thực hiện việc lập phiếu xuất kho, đưa nguyên vật liệu vào sản xuất ra các thành phẩm. Các bạn sẽ thực hiện việc lập đơn đặt hàng trên phần mềm như sau. Chúng ta sẽ vào phân hệ bán hàng và chọn đơn đặt hàng. Trong phần đơn đặt hàng, các bạn sẽ điền thông tin của khách hàng là công ty cổ phần Raytech Việt Nam. Với khách hàng mới thì chúng ta sẽ tích vào phần dấu cộng, căn cứ vào mã số thuế lấy thông tin. Phần mềm sẽ tự động cập nhật tên và địa chỉ. Lúc này các bạn sẽ sửa lại phần mã khách hàng cho phù hợp và nhấn cất. Diễn giải các bạn sẽ ghi đơn đặt hàng cho công ty Raytech ngày 5 tháng 1. Và ngày đơn đặt hàng căn cứ theo đơn là ngày 5 tháng 1 năm tài chính. Số đơn hàng các bạn sẽ để phần mềm tự động cập nhật theo thứ tự. Tình trạng sẽ thể hiện là chưa thực hiện cho đến khi nào chúng ta lập chứng từ bán hàng theo đơn hàng của ngày 5 tháng 1 thì phần mềm sẽ tự động cập nhật tình trạng ở trạng thái hoàn thành. Và ngày giao hàng căn cứ theo đơn đặt hàng là ngày 8 tháng 1 năm tài chính. Và các bạn sẽ tích vào phần tính giá thành để chúng ta thực hiện việc tính giá thành theo đơn đặt hàng. Sau khi điền xong toàn bộ phần thông tin chung, chúng ta sẽ xuống một nhỏ ở phần mã hàng, các bạn sẽ lần lượt chọn từng mã thành phẩm theo yêu cầu. Thành phẩm số 01 với số lượng yêu cầu là 7 chiếc và đơn giá là 7 triệu. Thành phẩm số 02 với yêu cầu sản xuất là 4 chiếc. Đơn giá xuất bán 9 triệu 500. Thành phẩm số 03 với số lượng là 7 chiếc. Và đơn giá 9 triệu 500. Thành phẩm số 04 số lượng là 1 chiếc. Với đơn giá 14 triệu đồng. Cuối cùng thành phẩm số 05 số lượng là 1, đơn giá là 7 triệu. Và các bạn sẽ kéo sang phần thuế giá trị gia tăng để kiểm tra phần trăm thuế suất. Đối với trường hợp chưa thể hiện thì các bạn sẽ chọn phần trăm thuế suất là 10%, nhấn phải chuột sao chép cho các dấu dưới. Ở phần 2 nhỏ các bạn sẽ bỏ qua. Sau khi điền xong toàn bộ phần đơn đặt hàng, chúng ta sẽ kiểm tra lại toàn bộ đơn đặt hàng một lần nữa và kiểm tra lại tổng số tiền cuối cùng 191.950.000 đồng. Trong trường hợp không khớp, chúng ta sẽ phải kiểm tra lại và trực tiếp sửa lại để phản ánh đúng giá trị cuối cùng của đơn đặt hàng cho đến khi nào tổng thành tiền phải khớp với tổng số tiền trên đơn đặt hàng. Phản ánh hạch toán đúng đơn đặt hàng thì chúng ta sẽ nhấn cất để hoàn thành thực hiện việc lập đơn. Và các bạn lưu ý, đối với quy trình của đơn đặt hàng, thực hiện tính giá thành theo đơn hàng bao gồm đơn đặt hàng, lập phiếu xuất kho và hạch toán hóa đơn bán hàng. Nếu các bạn đã thực hiện lập chứng từ bán hàng nhưng phát hiện đơn đặt hàng bị hạch toán sai thì chúng ta sẽ phải xóa bỏ chứng từ bán hàng để quay lại xóa bỏ phiếu xuất kho để chúng ta sửa lại được đơn đặt hàng. Do đó các bạn lưu ý, chúng ta phải phản ánh đúng đơn đặt hàng để tránh trường hợp hạch toán sai. Sau khi hạch toán xong, các bạn sẽ nhấn đóng lại và để kiểm tra lại đơn đặt hàng mà chúng ta vừa thực hiện, các bạn sẽ vào phân hệ bán hàng, chọn tab đơn đặt hàng, chọn kỳ mà các bạn muốn kiểm tra, sau đó nhấn lấy dữ liệu. Ở đơn đặt hàng, các bạn phát hiện hạch toán sai thì chúng ta sẽ click trực tiếp vào để sửa lại các nội dung trước khi chúng ta lập phiếu xuất kho và lập chứng từ bán hàng. Như vậy, tôi vừa hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc lập đơn đặt hàng của ngày 5 tháng 1 cho công ty cổ phần Raytech Việt Nam trên phần mềm kế toán Visa.